Vân Anh và Thái Huyền xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình VNTV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Samsung. Tin từ Washington, công ty Samsung và thẩm quyền giám sát an toàn sản phẩm Hoa Kỳ cùng loan báo thu hồi 2.8 triệu máy giặt nhãn hiệu Samsung. Lý do là nắp trên và khung của máy có thể tự nổ ra. Đây là một thách thức mới với nhà sản xuất vật dụng điện tử đã phát lệnh thu hồi hàng triệu máy điện thoại Galaxy Note 7. Ủy hội an toàn sản phẩm Hoa Kỳ cho hay máy giặt Samsung có thể gây thương tích cho người sử dụng. Samsung đã nhận được 733 báo cáo, gồm 9 trường hợp gây thương tích cho người tiêu dùng vì máy giặt nổ trong lúc xài. Thông cáo thu hồi của Samsung ảnh hưởng các kiểu máy giặt sản xuất từ 2011 đến 2016. Nguyên nhân là drum của máy mất thăng bằng trong lúc quay, gây rung động quá đà, làm bung nắp và khung máy tan rã. Nhà sản xuất Samsung có thể là bị kiện tập thể vì đã có nhiều máy bị hư và nổ trong lúc giặt. Tin từ Pakistan, 10 triệu dân tại Lahore đã ngộp thở vì ô nhiễm. Hàng ngàn người sinh sống tại Lahore đã phàn nàn về tình trạng khó thở và ngứa mắt trong khói dày đặc gây ô nhiễm không khí, dự kiến kéo dài 5-6 ngày. Số đo hạt ô nhiễm cao hơn 4 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, có nơi vượt quá 104 mpm tại thành phố 10 triệu dân, tầm nhìn chỉ là 20 mét và nhiều người đã dùng khẩu trang để giảm ảnh hưởng của khói. Viên chức cơ quan bảo vệ môi trường quy trách tình trạng thiếu mưa trong toàn tỉnh Gujarat, kẹt xe tại nhiều nơi trong thành phố và xưởng tại bãi rác phía bắc thành phố đã đốt vỏ xe cũ. Mặt khác, có tin là 13 người chết và gần 130 người bị thương trong một tai nạn nhiều xe phát sinh trong khói mù trên xa lộ nối liền Lahore với thủ đô Islamabad. Thất nghiệp hạ 4.9%. Tin từ Washington, Bộ Thương mại loan báo hôm thứ Sáu, xuất cảng tháng 9 tăng, xuất cảng hàng hóa và dịch vụ cùng tăng trong quý 3, ám chỉ đình trệ do ảnh hưởng suy trầm toàn cầu gây ra đang chuyển hướng. Trong khi đó, một bản tin khác của báo The Washington Post hôm thứ Sáu cho biết, kinh tế Hoa Kỳ đã có thêm 161.000 việc làm mới trong tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4.9%. Thị trường lao động Hoa Kỳ tiếp tục cho thấy các dấu hiệu vững mạnh dần dần, với tài liệu của chính quyền vừa công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ đã có thêm 161.000 việc làm hồi tháng trước, mức gia tăng lương hàng năm lên tới mức chưa từng có kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, trong khi tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp tới mức 4.9% trong tháng 10, từ 5% trong tháng trước đó. Dù vậy, số việc làm mới được thêm vẫn còn thấp hơn mức dự đoán được các kinh tế gia cho biết trong cuộc thăm dò được thực hiện bởi Bloomberg News, với 173.000 việc làm mới được mở thêm hồi tháng trước. Tin từ Trung Quốc, Trung Quốc đã phóng thử hỏa tiễn mạnh nặng 25 tấn lên quỹ đạo. Hỏa tiễn Long March 5 được xem là mạnh nhất của thế giới với trọng tải là 25 tấn vừa được phóng lên quỹ đạo địa cầu. Trung Cộng theo đuổi định hướng trở thành cường quốc không gian, khác với hỏa tiễn Saturn V của Hoa Kỳ đã đưa phi hành gia lên mặt trăng năm 1969. Long March 5 đã chuyển 154 tấn vật liệu lên quỹ đạo thấp của địa cầu. Thông tấn xã Xinhua cho hay các bộ phận của hỏa tiễn được tàu chở ra căn cứ Wenchang tại tỉnh đảo Hainan và hỏa tiễn đã phóng đi vào lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 3 tháng 11 vừa qua. Thiết kế của Long March 5 đã được dùng trong chương trình đặt phòng thí nghiệm không gian và thám hiểm sao hỏa sau này. Báo South China Morning Post đã xác nhận chương trình Long March 5 được trì hoãn 5-6 lần trước đây vì trục trặc kỹ thuật. Giang trợ cấp gia tư bị vào tù. Tin từ Fountain Valley, quận Cam. Có 5 người trong một gia đình đã bị kết tội gian lận hơn 100.000 đô la tiền chính phủ bao cấp bằng cách giả thông tin để nhận tiền tài trợ gia cư. Các tội phạm đa số là cư dân của Fountain Valley và Westminster, nhận tội hôm 1 tây tháng 11 năm 2016, tội đại hình vì giúp gian thông tin, một tội đại hình trộm bằng cách gian lận tiền housing và nhận tội gia trọng vì lãnh tiền trong khoảng từ 50.000 đô la tới 100.000 đô la. Họ bị kêu án 5 năm tù treo và nhiều ngày trong tù quận và bồi thường tiền lại cho hai sở gia cư Santa Ana Housing Authority và Orange County Housing Authority. Riêng Lý Chính Thắng, 66 tuổi, cư dân của Westminster, bị truy tố nhiều tội đại hình. Nếu bị kết án, sẽ có thể bị tối đa 13 năm tù và 4 tháng tù tiểu bang.
sẽ ra điều trần ngày 14 tây tháng 11 2016 tại tòa Central Justice Center của Santa Ana. Tin từ San Jose, bồi thẩm đoàn thảo luận chưa tới 3 giờ đồng hồ hôm 2 tháng 11 vừa qua và ra phán lệnh kết tội một cư dân San Jose đã thuê một nam sát thủ dùng gậy giã cầu đánh chết vợ và chính anh này quay lại đốt nhà và xe của cô ta. Tham Bùi, 46 tuổi, có thể bị kết án 203 năm tù về tội âm mưu thuê giết người và về tội chính tay anh làm, theo lời công tố. Tuy nhiên, ông Bùi được bồi thẩm đoàn tại quận Santa Clara County tha về tội thuê người giết vợ. Ông Bùi vẫn còn cơ nguy bị án chung thân vì quá khứ hình sự, kể cả trộm và cướp. Chánh án Bonini đã tuyên án vào đầu năm 2017. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức với Vân Anh và Thái Huyền. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại của VNTV San Diego.